Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là motor mini 3 pha trục thẳng, sử dụng điện áp 3 pha 220-380V, tốc độ 4V, rơi vào khoảng 1400 vòng trên phút, gồm các công suất sau: 60W, 90W, 120W, 140W. Có cùng mã hàng là mã số 5 IK. Kích thước mặt ra như sau. Chiều dài cạnh vuông là 90 x 90mm. Đường kính trục là 11mm. Rãnh cavet là 4mm. Tâm lỗ ngang và dọc trục là 73mm. Đường kính lỗ là 8mm. Có tổng chiều dài khoảng là 172mm. Công suất 180W, 250W, 300W, 370W. Có cùng mã hàng là mã 6 IK. Kích thước mặt ra như sau. Chiều dài cạnh vuông là 104 x 104mm. Đường kính trục là 14mm. Rãnh cavet là 5mm. Tâm lỗ ngang và dọc trục là 85mm. Tâm lỗ trên mặt là 9mm. Có tổng chiều dài khoảng là 215mm. Sau đây chúng tôi sẽ cấp điện chạy thử. Sau đây là hình ảnh kho xưởng và văn phòng công ty. Đây là chứng chỉ đạt chuẩn chất lượng xuất khẩu đi châu Âu.